Đôi khi, số phận như một cơn bão cát nhỏ, cứ xoay chiều đổi hướng liên tục. Mày đổi hướng, nhưng cơn bão đuổi theo, cứ thế quay tới quay lui. Mày diễn đến cùng cái trò ấy như một điệu nhảy báo điềm gỡ với cái chết dữ ngay trước bình minh. Tại sao? Vì cơn bão ấy không phải một cái gì từ xa thổi tới, một cái gì không liên quan tới mày. Cơn bão ấy là mày, một cái gì bên trong mày. Cho nên tất cả những gì mày có thể làm là cam chịu nó, bước thẳng vào trong cơn bão, nhắm mắt lại và bịt chặt tai để cát khỏi lọt vào, và từng bước một đi xuyên qua nó. Và khi cơn bão đã chấm dứt, mày sẽ không nhớ mình đã làm thế nào mà vượt qua được nó, làm thế nào mà mình đã sống sót. Thậm chí mày cũng sẽ không biết chắc là cơn bão đã thực sự chấm dứt hay chưa nữa. Nhưng điều này thì chắc chắn, khi mày ra khỏi cơn bão, mày sẽ không còn là con người đã dấn bước vào nó. Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó. Đó là lời nhắn nhủ của thanh niên tên Quả nói với cậu trai Kafka trước khi cậu dấn thân vào cơn bão được định sẵn là sẽ thay đổi cậu mãi mãi. Đây đồng thời cũng là một lời nhắn nhủ ân tình của Haruki Murakami gửi đến độc giả ngay tại chương đầu của tác phẩm Kafka bên bờ biển. Giống như cơn bão cát trong từng lời văn đó, là một trải nghiệm mà sau khi hoàn thành cuốn sách, các bạn khán thính giả chắc chắn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong tâm hồn mình, dù ít hay nhiều. Một trải nghiệm vô cùng thú vị và đặc biệt với nhiều cung bậc cảm xúc, những suy ngẫm về bản thân và thế giới xung quanh ta. Một án văn đáng để chiêm nghiệm trong những năm tháng tuổi trẻ với bao mông lung về sự trưởng thành, về cuộc đời, về con người. Mong rằng những chia sẻ của tác giả Sputnik tại Spa Room trong video sau sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về Kafka bên bờ biển và những chiêm nghiệm quý giá mà Haruki Murakami đem tới độc giả nhé. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết. Kafka bên bờ biển là tiểu thuyết thứ 11 được chấp bút bởi Haruki Murakami, nhà văn người Nhật Bản nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm như Rừng Na Uy, Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và Chốn tận cùng thế giới, Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời, Người tình Sputnik, Biên niên ký chim vạn dây cót, v.v. với số lượng bán lên tới hàng triệu bản. Giới phê bình văn học ở nhiều nơi trên thế giới đánh giá ông là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 21. Quay lại với nhân vật chính của video lần này, tiểu thuyết Kafka bên bờ biển được hoàn thành và xuất bản lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2002 và sau đó được dịch sang tiếng Anh và phát hành vào năm 2005. Ngay lập tức, tác phẩm đã lọt vào top 10 cuốn sách hay nhất năm 2005 của The New York Times và giành giải thưởng World Fantasy dành cho các tác phẩm trong thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn và tác phẩm phi hư cấu vào năm 2006. Ngoài ra, tác phẩm còn mang lại cho cá nhân nhà văn Haruki Murakami giải thưởng văn học Franz Kafka vào năm 2006. Bản dịch tiếng Việt được dịch giả Dương Tường hoàn tất và đưa ra công chúng vào năm 2007 với tổng cộng hơn 531 trang sách được gói gọn qua 51 chương truyện. Nội dung của Kafka bên bờ biển theo nhân vật tôi, Kafka Tamura, một thanh thiếu niên 15 tuổi bỏ nhà chạy trốn, để lại sau lưng những ám ảnh quá khứ, đối diện với những khủng hoảng vị thành niên và lời nguyền khủng khiếp mà người cha độc đoán giáng lên cậu. Cuộc phiêu lưu của Kafka mang đầy những tâm tư, xúc cảm, những ham muốn trần tục, những suy ngẫm lắng động đầy triết lý. Và ở đầu bên kia câu chuyện là hành trình của nhân vật Nakata, một lão già thiểu năng đang từng bước kiếm tìm bản ngã của riêng mình. Theo chân hành trình này, ta trải qua một cuộc dạo chơi đầy kỳ ảo và ma mị. Những đoạn kết bỏ ngỏ trong các chương sách khiến ta không khỏi nóng lòng khám phá những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Có thể coi tuyến nội dung của nhân vật Kafka là một chiếc tàu hỏa nhẹ nhàng lướt đi trên đường ray một cách từ tốn, chậm rãi, giúp người đọc thoải mái nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Nhờ đó, ta không bỏ sót một chi tiết nào trên mọi cung đường mà đoàn tàu đã lướt qua, mang tới một trải nghiệm tĩnh lặng đầy sự trầm tư, suy ngẫm. Ở phía đối diện của đoàn tàu hỏa đang thông dong, hành trình của ông lão Nakata lại giống như một con tàu lượn siêu tốc, đưa ta qua nhiều những cung bậc cảm xúc với những ngã rẽ bất ngờ, đầy thú vị. Nó kích thích, tác động mạnh mẽ đến sự tò mò của bạn đọc và cuốn ta theo những nhịp điệu của nó. Đến một thời điểm nhất định, hai con tàu đâm sầm vào nhau tạo ra một chấn động to lớn. Một vụ tai nạn kinh hoàng mà chắc chắn sẽ để lại những dư âm vang vọng trong tâm trí của người đọc. Hai tuyến truyện tưởng chừng như tách biệt hoàn toàn nhưng lại va vào nhau và trở thành tấm gương phản chiếu nhau. Một bên đang cận kề với đoạn kết, bước những bước cuối cùng của cuộc hành trình trăm năm.
Bên còn lại thì chỉ mới chập chững đặt những bước chân non trẻ vào thế giới rộng lớn mà tâm trí của một cậu thanh niên mới lớn chưa thể hiểu hết được. Một người thì đang trốn chạy, người kia thì mới chỉ bước vào hành trình của sự tìm kiếm. Một người thì hướng về phía trước, người kia thì nhìn lại. Một người đưa tay mò mẫm tương lai rộng lớn, người còn lại thì lục lọi quá khứ đục mờ. Hai con người như hai mặt của đồng xu, nhưng số phận của họ lại đang vào nhau bởi một điều gì đó không thể lý giải. Không một nhân vật nào trong câu chuyện là thừa thãi, mỗi người đều có những dị biệt riêng mình. Bất cứ ai cũng đều đang hiện hữu trong một cuộc tranh đấu với những mất mát, khó khăn. Thế nhưng điều ấy lại khiến họ trở nên đầy cá tính và đầy nghị lực. Những con người, những nhân vật trong Kafka Bên Bờ Biển khiến bạn đọc nhìn lại và đối chiếu với chính bản thân ta. Từ đó, ta như được tiếp thêm sức mạnh, sẵn sàng lao vào cuộc chiến nội tâm với những thử thách mà mỗi con người đang hoặc sẽ phải đối mặt. Song hành với cuộc hành trình của hai nhân vật Nakata và Kafka là những yếu tố kỳ ảo phi thường. Cả cuốn sách như một giấc mơ kỳ quái đưa người đọc đến một trải nghiệm độc đáo, mới lạ. Những yếu tố ấy được đan cài cùng những chi tiết liên quan đến văn hóa đại chúng, không những góp phần giữ sự kỳ ảo ấy gần với hiện thực mà còn giúp những mộng mị, ảo tưởng hiện lên một cách tự nhiên, không gò bó. Sự chân thật ấy khiến ta thêm phần tin tưởng vào câu chuyện, từ đó giúp ta đón nhận nó một cách dễ dàng. Kafka Bên Bờ Biển không chỉ là một trải nghiệm đầy màu nhiệm về cảm xúc mà còn là một cuộc đối thoại giữa người đọc với chính tác giả về những triết lý, quan niệm, cách nhìn nhận sự việc. Nhờ đó, những cảm xúc trong tác phẩm hiện lên một cách trần trụi, cộng hưởng với xúc cảm người đọc, tạo nên một dòng chảy chứa đựng những tâm tư, tình cảm thuần khiết. Mặc cho câu chuyện diễn ra với một nhịp độ chậm rãi, thì dòng chảy của những cảm xúc nhạy bén ấy vẫn cuốn người đọc theo từng trang sách, khiến ta không thể rời mắt khỏi nó. Một khi chạm tới tác phẩm này lên, bạn sẽ không thể nào đặt nó xuống. Kafka Bên Bờ Biển, một tiểu thuyết mang đậm màu sắc của Haruki Murakami với những gia vị của văn hóa, âm nhạc, tình yêu, tình dục, khủng hoảng, bi kịch, những ám ảnh của chiến tranh và đặc biệt nhất vượt lên trên tất cả đó chính là những kỳ ảo ma mị mà có lẽ độc giả chỉ có thể tìm thấy trong các cuốn truyện tranh. Một cuốn sách có đầy đủ tất cả mọi yếu tố cho tất cả mọi người. Một tác phẩm không thể bỏ qua với những người yêu thích đọc sách. Còn nếu bạn không phải người thích đọc sách thì cuốn sách có thể sẽ mở ra một chặng đường đầy những án văn, còn chữ để bạn đắm mình vào nó. Chắc chắn sau khi đọc tác phẩm này, bạn đọc cũng sẽ như các nhân vật trong câu chuyện, sẽ không còn là con người của trước đây nữa. Một sự thay đổi bắt đầu diễn biến trong tâm hồn của mọi người. Cảm ơn các khán thính giả đã dành thời gian xem và lắng nghe video của Spyroom Books chúng mình. Các bạn nghĩ thế nào về nội dung video và cuốn sách Kafka Bên Bờ Biển? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video cho chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và mình là Nguyễn Lê Minh Thi.